Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mời. Và buổi tối ngày hôm nay thì hiện tại cũng đã có Evan Quốc Khánh anh em. Evan sự kiện Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 á của cộng công thành chiến xưa.com. Và đây là máy chủ Đại Gia Sơn. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ ép Evan và làm một cái mini game Nemica tặng cho anh em. Anh em dự đoán cấp và phần trăm chính xác nhất ở dao động từ 10% hoặc hơn 10% đổ lại. Ai dự đoán nhanh và chính xác nhất thì sau cái lời bắt đầu dự đoán thì anh em sẽ mới bắt đầu dự đoán và hình xui trúng thì sẽ nhận 50k nha anh em. Và video này thì Khải sẽ phát thưởng trực tiếp trên livestream. Và video Khải chiếu lại thì anh em xem ủng hộ nha anh em. Đó, rồi ok. Khải sẽ cho anh em xem nhẹ qua cái Evan Quốc Khánh này như thế nào cho anh em xem sơ nha. Xem sơ một cái rồi anh em mình bắt đầu ép Evan rồi cánh thôi nè. Ép Evan bắt đầu ăn thôi. Ăn rồi dự đoán thôi. Anh em. Đây. Mấy chủ Đại Gia Sơn sự kiện Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 nè. Bắt đầu vào ngày 18 tháng 8. Đó. Tại NBC Tương Dương Trung Tâm. Đó, cũng như những Evan trước thôi nè. Chúng ta đi tràn ở những bài quái 70, 80, 90 và bản đồ mới là bản đồ new nè. Sẽ rớt ra hộp quà mùng 2 tháng 9. Và nó xếp trong được 250 trên một cái. Đó. Vừa rồi thì Khải mua 5k. Thì cứ 1k tầm 100-150 xu tùy người bán nè. Cái mua 5k thì đủ ăn rồi. Đó. Đủ ăn 2 Evan rồi. Thì hôm nay thì Khải ăn Evan xu thôi nè. Còn tiền vàng bữa nào có dư tiền thì tiền đẹp đẹp, tiền rẻ rẻ thì mới ăn nè. Tầm này chưa ăn tiền vàng nha. Rồi. Đây. Khi nuốt thì chúng ta sẽ được quần quân nhân nè, áo quân nhân nè, nón quân nhân nè. Rồi ba lô này thì mua điện tống kim nha nè. Thì một Evan chúng ta sẽ tốn khoảng 50k. Là 1000 cái ba lô chiến sĩ nè. 1000 ba lô chiến sĩ á, sẽ tốn 50 điểm trên một cái. Thì 1000 ba lô thì chúng ta sẽ tốn khoảng 50k điểm tống kim. Thì điểm tống kim tầm này dao động khoảng 150, 100 hơn nè. Đó, vừa rồi thì Khải mua 170. Đó, sau khi ăn thì được mấy cái vật phẩm đồ tốt cũng như Evan trước thôi. Rồi, đây là huy chương chiến công hàng 2 là Evan tiền vạn như này em thấy không? Cầm thêm 2 vạn với lại những cái Evan, những cái vật phẩm như bên trên. Cầm thêm 2 vạn, đây là gọi đơn giản là Evan tiền vạn nè. Sau khi mát thì sẽ được 700 triệu. Đó, cái này là 750S nhân cho 1000 thì mát Evan này sẽ được 700 triệu kinh nghiệm nha anh em. Đó, thì có 700 triệu kinh nghiệm. Và sau khi ăn Evan tiền vạn thì sẽ nhận được huy chương bạc này, lệnh bài bút xanh này. Rồi, có hai cái đó thôi. Còn lại mấy cái này là móc nè. Mấy cái này là móc nó nhận mấy cái vật phẩm đu tốt với lại kinh nghiệm đi theo kèm. Đó. Đó. Ở video này thì Khải sẽ sẵn cải tiện Khải ép cho anh em xem. Và sau khi đặt móc 1000 thì anh em có thể nhận được bạch chân đơn. Hình đó anh em. Rồi. Đây Evan tiền show của anh em đây. Thì chúng ta sử dụng một cái sẽ được 2 triệu kinh nghiệm nha anh em. Một cái sẽ được 2 triệu kinh nghiệm. Và Khải ăn hôm nay thì Khải ăn full Evan chỉ với 1000 hưng chương. 1000 hưng chương thì nó sẽ dao động khoảng được 2 tỷ kinh nghiệm đó. Anh em cứ dự đoán đây, Khải sẽ chuẩn bị sắp tới sẽ ăn max được 2 tỷ kinh nghiệm. Và anh em sẽ chuẩn bị dự đoán thử cấp độ và phần trăm của Khải lên được bao nhiêu. Anh em dự đoán gần và chính xác nhất ở khoảng 10%. Ai dự đoán nhanh và chính xác nhất sau cái lời bình chọn Khải bảo bắt đầu dự đoán nè. Bắt đầu dự đoán trên kênh đó thì anh em mới bắt đầu dự đoán nha. Tầm này thì Khải đang giới thiệu thôi, chưa ép gì hết nên là từ từ anh em chưa dự đoán vội nha. Anh em đang xem và ủng hộ một like chia sẻ cho anh em ơi. Đây. Đó, như cái hộp bên trên thì một túi ba lô này. Rồi nón này nó cũng easy bên trên thôi nè, không khác gì. Cầm thêm 10 xu. Đây gọi tóm tắt là Evan tiền xu nè. Đó. Rồi, sau khi ăn Evan tiền xu thì chúng ta sẽ có huân chương lưu danh, lệnh bài bút xanh, Hồng Minh Thạnh. Đây, cái này quan trọng nhất nè. Có giá nhất nè. Hổ cốt Thủ Quốc Khánh tiềm năng. Đó, bồ đoàn Thủ Quốc Khánh kỹ năng. Đó, cái này rất là quan trọng cho Evan thì nếu anh ra sẽ rất là lời nha anh em, không lỗ nha. Rồi, thị tinh này, tinh hồng bảo thạch này, lệnh bài bí kíp này. Đó. À, Phúc Duyên, Thiên La Hán, Bài Nhược Tâm Kinh, Sơ Đời Giang Hồ, Thiên Thổ Lộ, Thiên Lộ Đặc Biệt, Thiên Trì, Quá Tử, Thiên Sơn Vô Lộ, Sát Thủ Giảng, Thiên Bài Phong Độ đó. Nó cũng không khác gì Evan trước nè. Nó khác Evan trước chỉ có là nó thêm cái là hưng chương lưu danh với lại thêm định bài boss nha nè. Đó, thêm hai cái vật phẩm này vào cái Evan tiền xu này thôi. Chứ không có hơn gì, không có gì khác mấy. Rồi còn mấy cái này thì nó cũng giống như trước thôi. Bên trước thì là pháo hoa gì đó nè. Đó, ở này là Hữu Cốt Quốc Khánh đó, Bồ Đoàn Tự Quốc Khánh đó, hai cái này giống tương đối như nhau luôn, không khác gì. Rồi, cũng tương đối thì 250 cái sẽ được móc 10 triệu và vật phẩm, 500 thì sẽ được 15 và vật phẩm đu tốt, cái 50 thì 20 và vật phẩm đu tốt nè. Đó, sau khi ăn đúng 1000 thì sẽ nhận được 25 triệu và vòng sáng các kiểu và phần đu tốt. Và ngẫu nhiên một trong ba loại bạch chân đơn, huyết chân đơn, hiền chân đơn. Và 100% sẽ có được nhất kỹ 20 ngày. Đó, tối nay Khải sẽ cắn nhất kỹ luôn là Khải sẽ được kỹ năng muốn có cộng 2 cấp nha nè. Khải sẽ được kỹ năng muốn có cộng 2 cấp nha nè. Đó, sau khi ăn Evan. Rồi, tiểu thành bí kíp nè, cái này là quan trọng, cái này mới nè.
thì Hữu Thành bí kíp là sử dụng cho những nhân vật mới hoặc là anh em nào mà muốn liền skin nhanh. Cánh phản một là lên 16 skill luôn em, 16 skill luôn đó. Chứ không phải mát nha, cái này là tiểu không phải đại. Rồi sau khi hên hên được một lỡ hộp Quốc Khánh, anh vào sẽ được hên xui Hóng Minh Thạch này hạt ba thị tinh hay là một con ngựa 8x15 ngày đó anh em. Rồi chúng người không lôi thôi nữa, anh em chúng ta cùng trở lại với vật phẩm ép vật phẩm Evan Thiền Xu vào đầu cánh. Sau khi khả ép xong thì chúng ta mới bắt đầu dự đoán nha. Sau khi ép xong thì chúng ta mới bắt đầu dự đoán nha. Anh em đang rảnh cho một like chia sẻ đi em ơi. Một like chia sẻ đi em ơi. Thôi được, hãy vô. Lô 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 lô. Sao không nghe nói gì? Có nghe mà. Cùng trở lại với sao không nghe nói gì? Hiền Nghiễn ơi. Sao lại nghe nói gì? Khả nói to luôn mà. À mới bắt đầu dự đoán nha. Sau khi ép xong chúng ta mới bắt đầu dự đoán nha. Có tiếng có nhạc mà. Được, hãy giảm nhạc lại một tí. Rồi là tí này mà ép nha. Ép ngay. Video này khai ép trên kênh úp ở trên kênh anh em. Còn trực tiếp thì trên live thì anh em nào được thưởng thì sẽ nhận 50k nha. Rồi khai mở anh em ơi. Mấy cái này thì chúng ta sẽ cần 1000 nón quân nhân, 1000 áo quân nhân, với lại 1000 quần giày quân nhân anh em. Đó. Còn ba lô thì khai mua tông kim rồi. Khai ba lô thì khai mua 50k điểm tông kim vừa đủ rồi. Rồi khai ép cho anh em xem. Anh em nào muốn ép thì cứ thử, hoặc là không biết cách ép thì cứ thử xem video này để ép nha anh em. Khai ép chơi anh em ơi. Đây. Đó, này. Sau khi khai ép xong thì mới bắt đầu nha anh em, tầm này chưa bắt đầu nha. Ừ nghe bình thường mà. Hello Tủng MR nha. Hello Tâm Trường Chí, hello anh em. Đó. Anh em mới vô đừng quên một like chia sẻ nha. Ừ nhạc to quá, khai tắt bớt rồi Hiền Nghiễn ơi, giảm bớt rồi. Giảm bớt rồi. Rồi 1000 nhân em, 1000 mỗi loại nha em. Còn dư thì đỡ dành bữa nào anh Evan thì một vạn nè. Hôm nay có thể mua đến 5k lần. 5k chắc chắn sẽ dư rồi. Rồi. Mỗi loại 1k nha em. Mỗi loại 1k nha. Đây. Mỗi loại 1k mới đủ nha anh em. Sau khi mở đầy đủ thì đủ rồi, đủ nguyên liệu rồi, dư thì bỏ ra ngoài nè. Với lại chuẩn bị 10 kim nè. Evan này sẽ tốn 10 kim và một ít nguyên liệu đó. Thì nếu mà anh hết thì khải tính sơ sơ thì được rồi. 180 xu trên 50k điểm thì sẽ tốn khoảng tầm 900 xu tiền mua ba lô chiến sĩ đó, 1000 ba lô chiến sĩ. Lại Evan này thì khoảng tốn 3k nữa, khoảng tốn 1k2 thì tốn ra Evan này mình ép thì tốn khoảng 11 kim 5 anh em, tầm 11 kim 2 đến 11 kim 5. Rồi nó phải mua cái vật dữ liệu đó, mua cái kia đó 10k xu nha anh em. Tốn hết khoảng 11 kim rưỡi anh em. Đó, nếu anh em chịu khó ép thì tốn khoảng tầm 11 kim rưỡi, 11 kim 2 thôi. Chịu khó ép thì nó rẻ anh em. Còn em mua thì bên anh em muốn ăn nhanh thì tốn 13 kim. 13 kim bán tại trung tâm Tương Dương luôn, 13 kim. Nói mình ép thì tốn khoảng 11 kim hơn, 11 kim rưỡi, đó, gần 11 kim rưỡi. Nếu anh em không có túi nguyên liệu thì anh em phải ăn nhanh thì tốn 13 kim. Rồi. Ôi sao nó lẻ xu chỗ này. Anh em cặp bớt này. 10 kim à, mình lẻ được mấy trăm xu một cặp nè. Chứ mới chọc được. Anh em đợi tới nè, khi nào mà bắt đầu không? Bắt đầu thì mới dự đoán nha anh em. Đâu rồi? Anh Trương Hiến Công hạng 1. Giờ nha. Cái này ủa, mua xu ở đâu ta? Mua trên kỳ cát à? Rồi phải mua ở đâu đây? Nguyên liệu được tí nè. Rồi ép luôn nha anh em ơi. Không còn mua nguyên liệu. Ở lần trước thì mình phải mua. Này mình ép luôn nè, không còn mua. Không còn mua gì cả. Đó, cái này là ép nha anh em.
Lần anh em 10 cái lâu rồi ta. Anh em đang xem thì ủng hộ Khải một like chia sẻ cho anh em. Anh em đó, thì bây giờ anh em cứ suy nghĩ thôi. Suy nghĩ chung Khải chuẩn bị Khải lên bao nhiêu cấp, bao nhiêu phần trăm. Anh em cứ dự chuẩn bị sau cái lời bắt đầu dự đoán. Sau cái lời bắt đầu dự đoán thì anh em bắt đầu dự đoán cấp và phần trăm nha anh em. Đó, hiện tại bây giờ đang ép. Tí nữa anh em mới dự đoán nha. Tầm này chưa dự đoán nha anh em. Tầm này anh em từ từ dự đoán nha, chưa đâu. Ép xong đã. Ép xong là bắt đầu ăn mới bắt đầu dự đoán nha anh em. Đó. Video này Khải sẽ up ngược lại trên kênh nha anh em. Anh em nào chưa xem thì có thể ghé ủng hộ kênh một like chia sẻ video nha anh em. Video này Khải sẽ ép trên kênh. Rồi ok. Sau khi đủ đầy đủ nguyên liệu và xu các kiểu thì Khải ép được rồi anh em. Khải mua cục quá tử về Phương Thành Bắc. Mua cục quá tử cắn nhà nó thơm rau không anh em. À được rồi, cho xem gì. Hello Chiến Lê, hello mọi người nha. Đây anh em, được Khải ăn thử được gì không? Anh em xem dự đoán cho vui nè. Anh em dự đoán chính xác nhất ở tầm khoảng 10% thì trước hạt sâu anh em ai em dự đoán gần nhất sẽ được nhận 50k cạc nha anh em. 50k cạc hoặc là quy ra kim. Anh em muốn gì cũng được. Anh em muốn quy tiền ra 50k anh em lấy gì cũng được nè. Đó, lâu lâu làm cái event anh em xem cho vui. Rồi, cắn cái máy cho tem cái đã. Rồi. Cấp cái xu này anh em ơi. Dư 300 xu. Rồi, bắt đầu nút event thôi. Rồi, hôm trước thì giờ ok bắt đầu Khải ăn luôn. Ăn nha anh em ơi. Đây, anh em này, anh em bắt đầu dự đoán. Đó, giờ mới bắt đầu dự đoán anh em. Đó. Anh em bắt đầu dự đoán đi anh em ơi. Cấp vào bao nhiêu phần trăm? Cấp vào bao nhiêu phần trăm anh em ơi? Bắt đầu dự đoán anh em ơi. Bắt đầu dự đoán anh em ơi. Anh em đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ nha. Cảm ơn Duy, hello Duy hình nha em ơi. Đó, anh em dự đoán như bên Duy này, Vũ Cao này. Anh em nên nhớ lưu ý là dự đoán nhanh và chính xác nhất. Anh em có thể comment nhiều cũng được, nhưng mà Khải chỉ lấy một cái comment đầu tiên và duy nhất thôi nha anh em. Đó, chỉ lấy một comment đầu tiên thôi. Nên là anh em đừng có comment nhiều làm gì, nó phí ra nè. Anh em Khải chỉ lấy một cái comment đầu tiên thôi, nhanh và chính xác nhất. Đó, bây giờ là bắt đầu dự đoán. Anh em dự đoán sau khi Khải ăn mắt event này thì sẽ được bao nhiêu cấp và bao nhiêu phần trăm. Anh em dự đoán nhanh chính xác nhất sẽ nhận ngay 50k từ Khải cho vui nha. Đây, ok anh em cứ dự đoán nhiệt tình nha. Ok, bắt đầu ăn nha anh em ơi. Khá nhiều anh em dự đoán 102 nhưng mà không biết phần trăm có trúng hay không. Ok, nước. Cái gì đây? Cái này là gì? Một phóng minh thật. Huy chương công danh là con về gì đây? Rồi, nút luôn cái thiên sơn luôn. Biết được gì không? Thôi, qua thành khác này mày. Đầu xanh đứng thành ra đen vậy. Qua thành khác. Rồi, mình ăn nhảy thành anh em không đứng một chỗ. Đúng rồi, anh em dự đoán nhiệt tình nha. Dự đoán nhiệt tình và like chia sẻ nhiệt tình nha anh em. Sau khi anh mát hết 1000 cái này thì Khải được bao nhiêu cấp, bao nhiêu phần trăm? Anh em cứ dự đoán nhiệt tình anh em. Khải sau khi kết thúc anh hết event thì Khải sẽ xếp lại cho anh em xem ai dự đoán nhanh chính xác nhất sẽ nhận ngay 50k từ kênh YouTube của Khải cho vui nha. Và cảm ơn anh em đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Và video này Khải sẽ phát lại trên kênh. Anh em có thể xem lại video để xem cho vui nha. Ôi chưa có gì anh em ơi. Ủa quán đủ mà sao nó cho cái hưng chương lưu danh gì nhiều vậy. Nhảy gì mà anh chỗ này thôi. Chưa có gì luôn là anh em cố gắng kiếm cái tiềm năng kỹ năng nè. Tiềm năng thì mày ra mới có tiền được nè. Tiềm năng kỹ năng mới được có tiền được. Chưa có gì luôn. Ồ xanh chết. Cố lên. Một viên thị tinh, một viên tinh hồng. Rồi một đã được 250 cái rồi nè. Đã hết 250 cái rồi. À, mới được một cục tinh hồng thôi. Sắc lựa dạng làm gì, một cục phóng binh làm gì. Ồ lên cấp rồi. Đó còn đến 700 cái nữa anh em đó. Anh em cơ hội cho anh em dự đoán phần trăm đi anh em. 102 bao nhiêu phần trăm. Đó dự đoán đi anh em. Tí nữa Khải sẽ gần hết. Khải sẽ ngừng không cho dự đoán nữa đâu. Anh em dự đoán sớm đi. Chứ không anh em đừng có chờ đến khúc cuối làm gì. Khải sẽ lấy dự đoán đầu tiên nha anh em. Khải sẽ lấy dự đoán đầu tiên nha. Anh em comment nhiều hay không hay ít gì cũng vậy thôi. Khải chỉ lấy cái đầu tiên thôi anh em. Khải chỉ lấy dự đoán đầu tiên thôi. Được một cái lệnh bài sát thủ. Ok lệnh bài bốc xanh. Ok, ui hết 250 cá rồi, thôi qua chỗ khác đi. Làm ăn nam, chỗ nào nó nhảy làm ăn làm xong nó đi đâu mà đứng mất tiêu rồi. Thử anh em chờ một tí. Rồi tiếp tục. Hết gần 500 cá rồi. Ôi, một bình rồi. Woo, hai bình. Woo, hai bình rồi anh em. Ok, hai bình là thấy thơm rau rồi anh em. Rắn ba bình rồi, rắn hai bộ coi. Hai bình là thấy thơm rau rồi anh em ơi. Hai bình là thấy có tiền rồi nha. Cái gì đây? Đậu xanh phân độ làm gì cho nhiều vậy?
Hai bên đã thấy có tiền rồi nha. Vẫn là may mắn hơn cái lần trước nè em. Đồ xanh lần trước anh ba ạt, không có một bình nào luôn, không có một cái kỹ năng tiềm năng nào luôn. Ráng ơi. Bàn nhiều bài, ok. Phay ra dù khác thôi. Phay ra dù khác thôi. Biển kinh. Kiếm hai bình nữa coi. Kiếm hai bình nó đủ hai bộ coi. Kiếm hai bình nó đủ một bộ coi. À, hai bộ chứ. Đủ cho nó cái này nhiều vậy. Hưng chương lưu danh gì đây. Anh em dự đoán mạnh mẽ nè em ơi. Còn khoảng 100 cái Khả sẽ ngừng không coi. Không cho dự đoán nữa nha anh em. Khoảng 100 cái Khả sẽ ngừng không cho dự đoán nữa nha anh em ơi. Cố gắng dự đoán nhanh đi em ơi. Khoảng 100 cái nữa. Còn 200 cái này. Khoảng 100 cái Khả sẽ không cho dự đoán nữa nha. 100 cái Khả sẽ ngừng không cho dự đoán nữa nha anh em. Cố gắng ơi, thêm một bộ nữa coi. Rồi Biển Kinh không có gì rồi em ơi. À, kiểu này Khải qua chỗ khác rồi. Dương Châu đây, đậu xanh Biển Kinh đứng ăn nãy hơn 100 cái rồi. Dự đoán nhiệt tình mạnh em. Nhiệt tình mạnh luôn em ơi. Đúng 100 cái sẽ ngừng không binh. Quên. Đúng 100 cái sẽ ngừng không binh dự đoán nữa nha anh em. Ui thủy tinh khá là nhiều. Một hồi về đây. Đại lượng lửa bao. Còn 100 cái sẽ ngừng nha. Sau cái comment ngừng thì anh em không được comment nữa nha. Những cái comment của anh em không tính nha. Rồi ngừng. Ngừng. Ngừng dự đoán, ok. Rồi ngừng dự đoán rồi nha. Ngừng dự đoán rồi, Nguyên Độ với lại Tuấn Anh Phạm dự đoán không tính nữa nha. Đó, hai dự đoán tiếp theo không tính nha. Rồi. Ăn những cái cuối cùng nha, ăn những cái cuối cùng này. Xem thử dự đoán đúng không? Đúng hay chặt này. Kiếm bộ ơi, hai bộ ơi. Tấn Minh không được nè, Ấn Minh, Ấn Nguyễn không được nữa này. Huy ra không được nè, Huy Nguyễn không được nè, Ban Duy không được nè. Những comment sau không được nha anh em ơi, không được tính nữa nha. Gì đây? Rồi. Một cái nhất kỹ 80%. 102 80%. Ai sẽ là người dự đoán đúng chính xác nhất và đầu tiên nhất đây. Gần 10% nhất sẽ trúng. Được Khải xét lên là ai trúng rồi em. Ai tính ra được một bộ là êm rồi em. Một bộ là êm rồi, quá êm. Rồi kỹ năng cũng có luôn. Trời ơi cánh vàng cái này nó kỹ năng x2 luôn em. X2 kỹ năng luôn em. Ai chịu nổi. Rồi, được Khải xét lên thử ai dự đoán đúng nha. Nên chờ trong giờ lát. Chiến Lê là người thứ 11 đã dự đoán chính xác nhất và nhanh nhất. 102. Và đây cho anh em xem show qua storm hình luôn. Đó, đó anh em xem show nha. Đây, sau khi lời anh em bắt đầu dự đoán này anh em thấy chưa? Ben Di 102 này, 15. Vũ Cao 102, 40. Duy Hình Lụm này. Tâm Trương Trí 102, 75. Đó. Là sắp gần chính xác nhất anh em. Tại vì cách chỉ 5% thôi. Xét xuống bên dưới này. Trung Châu Hình Khánh 102.54. Xem mình 7 kênh 102.8. Chúc may mắn. Đó. Hình Duy 103.4. Nguyên Đỗ. Xem xét đồ rồi anh. Rồi Trí Trần này 102.71. Đó anh em thấy chưa. Người đầu tiên dự đoán nhanh và chính xác nhất đó là Chiến Cô Đơn. Chiến Cô Đơn đã nhận được 50k từ cái event mini hôm nay. Anh em thử xem trên kênh đúng chưa. Rồi những cái bình luận bên dưới không tính rồi anh em. Tại vì là Chiến Cô Đơn đã dự đoán nhanh và chính xác nhất. Những người mà dự đoán lần 2 thì vẫn tính. Nhưng mà đây là hủy thông báo là không sao cả. Khả chỉ có thể lấy đầu tiên thôi. Đó như ông Tâm Trường Trí này. Ông dự đoán bên trên là 102 75% rồi đúng không. Thì cái bình luận dưới này sẽ không tính. Nó coi như cái này bỏ luôn. Đó. Rồi nói chung là không cần nói nhiều nữa em ơi. Chúng ta có Chiến Cô Đơn là dự đoán nhanh và chính xác nhất 102 80%. Cảm ơn em đang theo dõi video và chúc em xem video vui vẻ nha. Và chuẩn bị hoạt động ban nha em, chuẩn bị ăn chấm hoạt động ban. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Đây là những bình luận bên dưới của anh em cùng xem sơ qua. Đó, khá nhiều anh em dự đoán luôn. Và video này Khải sẽ up ngược lại trên kênh. Anh em có thể xem qua ủng hộ chơi nha anh em ơi. Đó, anh em thấy chưa? Đó, bình luận rất là nhiều nhưng mà rất đáng tiếc là Chiến Cô Đơn đã dự đoán đúng và nhanh nhất. Đó, cũng có một người 102-80 Hùng Lưu nè. Đó, nhưng mà sâu rồi không tính anh em. Đó, rồi. Chúc mừng Chiến Cô Đơn nha. Ok, Chiến Cô Đơn. À, chúc mừng. Inbox Facebook Khải nhận 50k nha. Chúc mừng. Nhận được 50k nhé. Rồi, hốt liền anh em. Đúng rồi, một giải 50k thôi anh em. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ coi thử anh Evan lời hay lỗ anh em. Khải không biết lời hay lỗ đây. À, cái nhất kỹ này. Nhất kỹ là Khải cắn là cái chất rồi anh em. Cắn màn phát rồi. Cắn màn phát rồi. Hiện tại đang có vi phong cộng 1 này. Đó. Anh em online. Discord. 9:30. Hình trống. Một đấm. Quá sướng luôn nè. Rồi. Khải cánh này. Kỹ năng cũng có. Nút. Đó.
Snoop cái này ít hai. Trời ơi đẹp thế, lực tay xấu cả mốt vãi nồi. Vừa phi phong thì phi phong còn 2 ngày em được giao tranh được 2 ngày nữa, ngày mai đánh công chiến là ui cái này cũng có cộng 2 vãi lên thôn cho anh em quá chắc luôn. Tay xấu cả mốt, trời ơi lực tay quá phơ, cánh lách vào lực tay xấu cả mấy anh em, kèm thiếu lầm lực tay xấu cả 7 đấy. Rồi chú già này đã cho con thiếu lầm khải hết Evan này, nó hết ngựa rồi chứ. Được chiếu già 15 ngày này. À, một chiếu già được vài dòng xu không tính tới. Được rồi. Lợi lộ à, hai bên này thì bèo được khoảng mà 4 kim đi. Cho 4 kim này mới nó là tầm 4 kim đi. Cuốn này 109 nè, cuốn này chứ đừng 2 kim. À, bạch trong đơn nút được không ta? 200 triệu. Không nút được. À đồ, được. Được luôn. Được luôn. À đồ, ngon. Nút được 200 triệu kinh nghiệm luôn. Được. Rồi cái vòng sáng này Evan đua tốt nè à, cho hai cái này là 6 kim lỗ hộp Quốc Khánh sát thủ giảm này 400 xu ba cái này cho 1 kim 7 kim rồi đúng không, đại lực phi tốc 7 kim này cho 400 nữa 7 kim 4 hóng binh cho 250 là 7 kim 6 đi 7 kim 6 dân cục này nữa là 300 xu nữa là 7 kim 9 như mấy cục thị tinh này 1 7 kim 9 như tầm 6 viên thị tinh khoảng 1k4 nữa là được 8 kim 9 và 500 xu nữa là 9 kim 4 một cục tinh hồng này nữa nè 9 kim 8 tiếp là hắn nút 9 kim 8 mấy cái này vài chục xu nè đây được 100 xu nữa nè 9 kim 9 à, còn cái này Khải không biết làm gì chắc là đỡ nộp gì đây, thu thập đem đến vạn sự thông rồi đây 150 cái nè à, tính ra là anh Evan hết tính ra là không lỗ gì nhiều nè, không lỗ gì nhiều lỗ khoảng tầm 1.5 kim thôi, lỗ khoảng 1.5 kim thôi, nói chung là ra được cái này là may mắn đấy chứ nhiều anh em ăn không ra được cái này là lỗ sấp mặt luôn. Rồi ok, nói chung thì chốt video thôi anh em ơi, Khải chống hoạt động ban thôi à, anh em xem video đừng quên ủng hộ một like chia sẻ nha anh em ơi, tốn hết khoảng 11.5 kim để anh Evan 11 kim 5 đã anh em mình mà Khải thu là được khoảng tầm đợt này ngon, đợt này thu là được khoảng tầm 10 kim nè, đợt này thu tầm lại 10 kim không lỗ, không lỗ quá đẹp đó, quá chất lượng, không lỗ nha nè, lỗ chỉ một ít thôi thì tin này qua mùa mới thì tin để dành đó nè, đẹp không đó. Chung lần này không lỗ nhiều nè, đủ lần trước anh lỗ sắp mặt luôn nè, đúng không hài, nói chung được kinh nghiệm. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này và chúc anh em luôn vui vẻ và chúc anh em xem video livestream hôm nay vui vẻ nha. Video này Khải sắp ngược lại trên kênh và anh em có thể xem và cắt ép nguyên liệu Evan như thế nào thì anh em có thể xem video này trên kênh của Khải lại nha.